Sau nhiều lần tuần tra thu thập thông tin và mật phục, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6, tổ tuần tra gồm đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng thuộc số 1 thuộc chi cục kiểm lâm Lâm Đồng, hạt kiểm lâm Lạc Dương và ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1982, thường trú tại tổ dân phố Đăng Gò Rít B, thị trấn Lạc Dương, đang phá rừng trái phép để trồng cà phê tại lô C khoảnh 4, tiểu khu 143 xã Đà Sa, thuộc lâm phần quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm. Tại hiện trường, qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định diện tích mà đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã lấn chiếm trái phép là 6.270 m². Số lượng cây rừng đã bị chặt hạ và ken trái phép là 32 cây thông ba lá nhóm 4. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một xe gắn máy và một số dụng cụ dùng để khai thác. Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Dũng, diện tích này được Dũng tiến hành chặt phá cách đây khoảng một tuần. Hiện hạt kiểm lâm Lạc Dương đang củng cố hồ sơ và tiến hành điều tra để xử lý theo quy định. Được biết, trong 5 tháng đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm cũng đã tổ chức mật phục và bắt được 14 vụ với 14 đối tượng phá rừng trái phép.